xin chia sẻ với mọi người ba cái món ăn để bổ sung vào cái khẩu phần ăn cho cái người tập gym, các bạn gymmer và đặc biệt là con trai nữa, thì các bạn sẽ ăn mà không bị thiếu chất, rồi cơ thể vẫn sẽ đẹp, rồi vẫn lên cơ, không bị mỡ, thì các bạn sẽ ăn như thế nào? Thì bây giờ Hà sẽ chia sẻ luôn ba cái món ăn đó.